trận xem hết sức căng thẳng. Và vợ tôi thì luôn hỏi là không có bình luận viên à anh? Hỏi là xem trên sân thì làm gì có bình luận viên. Chỉ có xem như quý vị đang xem FT Play đây thì mới có bình luận viên thôi. Mà không chỉ là một bình luận viên, chúng tôi có tổng cộng 7 bình luận viên đang hoạt động lúc này. Vâng, 7 bình luận viên ở 3 luồng bình luận khác nhau. Luồng audio số 1 sẽ là luồng bình luận tập trung và chuyên môn, luồng bình luận truyền thống. Luồng audio số 2 sẽ là luồng bình luận của chúng tôi có sự đồng hành của Mẹo. Xử lý Theerathon, một cầu thủ rất nguy hiểm của Thái Lan. Và huấn luyện viên Park Hang-seo thì cũng đã chủ động đưa ra những sự điều chỉnh về mặt nhân sự so với trận đấu lượt đi. Ngoài ra chúng ta cũng thấy một điều đặc biệt khi mà Văn Lâm không còn mặc áo vàng nữa. Vâng. Nghe nói là nhà tài trợ áo đã phải rất là nhanh chóng cung cấp áo màu mới cho Văn Lâm. Có thể nói là cũng như gần 100 triệu trái tim người Việt Nam đang hướng về trận đấu này. Là trận chung kết lượt về của AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam đã chính thức được diễn ra. Hai bàn thua là một trong những cái phút mà chúng ta không tập trung. Vâng. Bây giờ thì áp lực đó sẽ dồn lên vai của nên là bị thẻ vàng. Tôi nghĩ quả đấy cũng quá may. Theerathon. Văn Lâm đã đấm được ra rồi, đài. Có tình huống ngã các cầu thủ Thái Lan nhưng mà không có tiếng còi. Tiến Linh. Tốc độ của Tiến Linh là không đủ. Tình huống khá hữu tình. Vâng. Rất may mắn cho chúng ta. Một pha tì người sửa sai. Rất may là cầu thủ của Thái Lan đã không tận dụng được cơ hội này. Phút đầu chúng ta làm một bàn. Sau đó là từ giờ đến phòng thủ cũng chặt cho đến tận cuối. Vâng. Tôi nghĩ đấy là kịch bản mà tôi cứ nghĩ mãi. Không vừa rồi thì bọn em có nghĩ ra một cái đề tài khoa học cho anh là vì sao mà cái mặt cỏ sân là không biết là có tĩnh điện hay không mà anh Mark Locke, anh Lộc của đội tuyển Indonesia va chạm với ban hậu gì cả. May mắn rồi, ngay kể cả những ekip thực hiện chúng tôi cũng ăn bữa cơm với đúng kiểu cơm của những trận thắng mà chúng tôi đã ăn. Vâng. Chúng ta vừa thấy một cú đá tốt bằng chân trái của Hoàng Đức. Và đây là một trong những dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là cơ hội của các cầu thủ Thái Lan. Vâng. Vẫn là Adisak Raisorn áp sát bởi Thanh Bình, Bumathan, Theerathon. Vâng, Văn Lâm đã đập bóng ra rồi. Tình huống phạm lỗi với thủ môn là Hoàng Đức. Đây gọi là pressing đấy, giống như là anh dùng pressing anh em chúng mình ở trong cabin bình luận này. Vâng, 2-1, nói chung là một trận cách thắng. Cách biệt một bàn. Vâng. Chúng ta cứ coi như là chưa tính trận lượt đi đi, coi như đây là trận chung kết. Và trận chung kết thì nó phải có kết quả thắng hoặc thua đấy thôi. Thậm chí là một pha tấn công của Thái Lan. Các cầu thủ vẫn đang bóng lót Sasalak. Vâng. Đúng là đường truyền Sasalak của Sasalak. Vâng, nhưng mà cũng rất nguy hiểm, đúng không? Chỉ cần một cái chân thò vào thôi thì đã sẽ có bàn thắng ngay. Bóng hướng đến phạt hậu. Vẫn đang là các cầu thủ Việt Nam tiến lên. Không. Cú đá của Theerathon. Và như vậy thì số là 1-0. 1-0 dành cho Thái Lan rồi. Không ai khác đó lại là Theerathon Bumathan. Vâng. Cầu thủ này rất là tinh quái, cậu ấy lùi về sâu và sau đó thì bất ngờ trồi lên tung một cú sút. Cứ nhìn thấy anh đầu vàng phải trả bóng là chúng ta lại có cảm giác lo sợ. Khó khăn chồng chất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Theerathon là cầu thủ thuận chân trái và anh ta dứt điểm bằng chân phải. Trận trước thì là kiến tạo bằng tình huống trong khe một chạm bằng chân phải. Trận không thuận của Theerathon còn ở trận này. Đã có lỗi của Văn Thanh. Trọng tài đưa ra quyết định rất nhanh. Ta cứ cố gắng. Đã hết mình rồi. Tiến Linh. Thôi. Tiến Linh. Được quá. Chi ân nhà tài trợ đây rồi. Vâng. Một cú đá đi thẳng vào biển quảng cáo của AFF Mitsubishi Electric Cup. Một tình huống vừa cũng thực sự tốt bởi nhịp tấn công tiếp theo tiếp tục vào đường truyền cho thấy đẳng cấp của Theerathon. Đường truyền dọc dây, Đỗ Hùng Dũng.
ban huấn luyện bình tĩnh, đi. Vâng. Lần này thì là Bùi Hoàng Việt Anh đã phạm lỗi. À, trọng tài giơ cờ Việt Vị. Xa xa lắm. Chân đội bạn. Liên tiếp là các đợt sóng tấn công từ phía Thái Lan, rất hay được bắt nhịp tốt hơn. Phạt hậu. Không có lỗi, tuy nhiên thì bóng đã trở lại với lại sẽ có thể. Không biết là cầu thủ nào. Ngoài việc các bạn có thể theo dõi qua các kênh sóng VTV Play thì lúc này chúng tôi cũng đang Theraton và Peradon. Đá của Theraton. Không có gì nguy hiểm. May mắn là lần này thì không có gì nguy hiểm. Đây là Hoàng Đức. Điểm chuyển vào cho Tuấn Hải bên chân trái. Vâng, bóng bắn hậu. Bắn hậu. Được quá. Quang Hải. Cú ngoặt bóng chuyển về cho Tuấn Hải nhưng không chính xác. Bên phía cánh phải lại là Văn Thanh tiếp. Liệu có sút không? Không. Lại không cho rằng đó là lỗi lỗi của cầu thủ Thái Lan. Lại là khoảng trống dành cho Theraton. Lần này khoảng trống bóng vào của Theraton là quá sâu. Vâng. Thế nhưng chúng ta không đấy. Lại là đường chuyền của Theraton. Thanh Bình đã phá bóng được lên rồi. Thanh Bình đang là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của chúng ta. Và có ghi thêm bàn nữa thì chúng ta vẫn phải là hai bàn thắng. Nhưng chúng ta lại vừa mắc sai lầm. Rồi. Sóng gió đã qua rồi. Vâng. Duy Mạnh. Tuấn Hải có hả? Tình huống đổi đội người và thủ môn Thái Lan đã ngã, thế nó hơi trái với tâm trạng lúc này. Dạ, Hoàng Đức một cú sút xa không vào. Đúng quá. Vâng, Đức cũng tiếc, chúng ta cũng tiếc. Tuấn Hải, đó là đường chuyền hơi sâu. Chúng ta vẫn sẽ có quả phạt góc và đây là điều mà chúng ta đá tuyển Nhật Bản. Đánh đâu không được, bóng vẫn chưa thể chạm vào được những cầu thủ của chúng ta. Được rồi. Nguy hiểm vẫn chưa qua. Nguy hiểm vẫn chưa qua. Xa xa lắc. Đội bạn rất là dát bóng theo kiểu là cứ chúng ta có bóng cái là họ ập vào ngay, rất là dát.